Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một loại bệnh rất hay gặp trên cây cà chua, đó là bệnh nám trái cà chua. Những cây cà chua mình trồng đang có nhiều trái nè các bạn, nhưng cây đang bị bệnh đen nám phần bên dưới trái cà chua. Phần bên dưới trái cà chua bị đen nám nè các bạn, những trái cà chua còn xanh cũng bị luôn, chứ không phải đợi đến chín mới bị. Rất nhiều trái bị đen nám phần bên dưới, bệnh này gây thiệt hại rất nặng. Cà chua đợt này mình trồng có đến phân nửa số trái bị đen nám bên dưới, tình trạng rất nặng, những trái bị nặng quá thì mình phải bỏ đi. Nếu không chữa trị thì đợt thu hoạch lần sau sẽ tiếp tục bị nữa đó các bạn. Có rất nhiều trái bị bệnh. Bây giờ mình sẽ thu hoạch những trái không bị bệnh, sau đó mình sẽ trị cho những cây cà chua này. Những trái bị nhẹ vẫn thu hoạch được. Những trái này không bị bệnh, rất đẹp luôn nè các bạn. Sau khi bỏ đi rất nhiều trái bị bệnh thì còn lại những trái này khỏe mạnh. Bây giờ mình sẽ trị bệnh đen nám phần bên dưới trái cà chua cho cây để đợt thu hoạch lần sau mình thu được nhiều trái hơn. Để trị bệnh đen nám trái cà chua thì mình sẽ bổ sung thêm canxi cho cây bằng cách bón vôi nông nghiệp. Mình sử dụng loại vôi nông nghiệp tinh vôi 98. Mình hay sử dụng loại này. Các bạn có thể sử dụng các nhãn hiệu khác, hoặc các bạn sử dụng các sản phẩm siêu canxi để phun lên lá cũng được. Tinh vôi 98 các bạn có thể đặt mua trên các trang thương mại điện tử, người ta sẽ chuyển về tận nhà. Có rất nhiều công dụng nè các bạn. Trong đó có công dụng là cung cấp canxi cho cây trồng. Liều lượng sử dụng là 50g pha với 10 lít nước. Mình cân đúng 50g. Mình hòa tan vào 10 lít nước. Mình khuấy đều. Các bạn lưu ý là mình tưới vào lúc chiều mát nha các bạn. Mình tưới cho vừa ướt là được. Trong lúc tưới vôi thì thỉnh thoảng các bạn khuấy đều. Cà chua sau hơn 2 tuần được tưới vôi nè các bạn. Hôm nay mình thu hoạch đợt trái tiếp theo. Đợt này cà chua có rất nhiều trái chín luôn nè các bạn. Hầu như không thấy bị đen nám phần bên dưới trái cà chua. Đây là cây cà chua có nhiều trái nhất của mình. Mình thấy bổ sung canxi bằng vôi nông nghiệp rất hiệu quả. Bổ sung canxi sẽ ngăn những trái chưa bị đen nám sẽ không bị, còn những trái đã bị đen nám rồi thì sẽ giúp cho vết đen nám không phát triển tiếp. Chùm trái rất đẹp nè các bạn, phần bên dưới trái hoàn toàn bình thường, không bị đen nám như đợt trước. Cà chua được mình trồng trong chậu,
Trong quá trình trồng mình chỉ bón phân hữu cơ. Khi cây cà chua gặp tình trạng đen nám phần trái bên dưới thì mình bổ sung thêm vôi nông nghiệp, chứ mình không sử dụng các loại phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng. Đợt này cà chua có rất nhiều trái, bây giờ mình sẽ cùng thu hoạch nha các bạn. Trước đây mình có làm nhiều video chia sẻ cách trồng cà chua trong chậu. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể tìm xem lại những video đó trên kênh của mình. Cây này nhiều trái nhất nè các bạn. Một rổ đầy luôn các bạn. Đợt này chỉ có 1-2 trái bị nhẹ như thế này thôi, số lượng không đáng kể. Mình cân thử. Được 6kg cà chua nè các bạn. Cà chua đợt này có trái khá đẹp. Một rổ đầy. Mình lựa ra những trái cà chua to đẹp nhất để nhân giống cho đợt sau. Bên dưới trái cà chua hoàn toàn không bị nám đen. Khi trồng cà chua trong chậu vào mùa nắng nóng thì các bạn nên phủ gốc cho cây. Mình cắt ra những miếng nhỏ từ cái bao và mình phủ lên để giữ ẩm cho gốc, giúp cho bộ rễ phát triển tốt. Mình lấy những viên gạch nhỏ dằn lên. Có phủ gốc như thế này sẽ giúp phòng ngừa bệnh đen nám trái cà chua.